bao nhiêu năm để phá hoại không ạ? Đấy, tôi bảo chúng mày trả được cái gì đéo. Để trả được cái gì, không? Đi được mà. Rồi, xin kính chào quý vị và khán giả nha. Bữa nay thì... Thì cô đi qua đi. Đấy, xem cái này, phá dừa này, phá dọn dẹp cây cho người dân. Ôi trời ơi. Đây, nhẹ nhàng phát gãy cả đôi luôn. Bây giờ là chủ nhà họ đang yêu cầu phá với dọn lại cái vườn chuối này để nâng vườn lên. Cầu lên à? Đấy, một ngọn dừa đã được một phát gãy luôn. Trồng thì lâu nhưng mà phá hoại thì rất là nhanh các bạn. Đấy, đây là toàn bộ người dân đang xem máy phá vườn rồi phá cây dừa này. Vậy thì thò gầu vào kéo phát nó đổ luôn đi ra rồi. Đấy, cả làng chạy ra xem máy xúc phá cây dừa. Đấy, đợi đầy đổ đi, có kéo cáp nó gãy đứt cáp đi. Đổ vào cây ngay. Kéo ra. Đấy, ôi dừa nhiều quả chứ cơ. Kéo nhẹ nhẹ cho bác bà vớt quả. Đấy, dừa này còn non được mỗi quả kia già rồi. Đấy, dọn dẹp lại cái vườn chuối này. Để tầm tháng nữa là đây là giám đốc Giang. Giám đốc chào khán giả đấy. Đấy, xem có trưa nay có quả dừa nào không để về kho thịt. Buộc lôi ra thôi. Đấy, đây là phá hoại đấy, cái cây dừa người ta rõ là cây dừa trồng bao lâu rồi. Được một quả thôi mà. Hãy để tạm ven này, hôm nào chạy chở đi luôn. Ông ơi, đứng đây chồng ấy. Cây trồng bao nhiêu năm để phá hoại không ạ? Đấy, tôi bảo chúng mày trả được cái đéo. Đấy, trả được cái gì? Đi được mà. Nói vậy như vậy nó ra nó đo máy thì không vào được. Nó không vào được. 70 ngàn nó 2m8 chứ có 2m6. Mấy thằng phá hoại không à? Đấy, nó khổ lắm. Nó đang chưa phá hết cái trường này, nó bán cái đường này. Nó nhiều cái kia. Rồi, cái vườn của ông sau này, ông làm nhà phải đôn cao lên bằng đường. Thì lúc đào móng hay gì mà bà phải đôn lên thì sau này nước nó không có ngập vào lên được. Vâng, đang nói phải đổ đất ra. Nếu ông không đôn nền lên sau này nước ở đây nó cứ trúng vào trong nhà mình. Không, nhà thì không, nhà thì không đôn nền. Vâng, đằng nào cũng phải đôn lên mà. Đằng nào cũng đôn lên. Đấy, một cây dừa đã được có tài người ta phá hoại xong xuôi. Vâng. Không, un nó vào. Đẩy vào nữa. Các bà ơi, đẩy vào nữa đi. Đi thoải mái mà, tí xe mình vào luôn là hết đi chờ rồi. Rồi, cái giấy Dũng chở mà. Không, cái chở rồi chứ đi. Nó dọn hết được mà. Không được rồi. Cái đấy bà yên tâm, sau này sẽ dọn hết mà. Dũng dọn hết mà. Ừ, nó làm hết. Có những công trình này nó làm hết. Bởi vì tí nữa xe ăn vào nó chở cái bê tông đi. Nó chở hết. Vâng, chừng chở bê tông, chở bê tiếc mà. Rồi, lúc nào có ô tô thì chở hết mà.
Có xe chở yên tâm mà. Con quả dừa to đấy. Quá đông luôn. Đấy. Ăn bộ cả làng ra. Đấy, bắt đầu máy chui vào vườn để phá nốt những cái bụi chuối đi. Đây là thầy trò nhà Đường Tăng. Vâng. Thầy trò này là đấy, ông bảo là gì nhỉ? Đây, ông bảo là cây dừa, cây chuối của ông trồng bao nhiêu năm rồi, các chú bảo chỉ được ăn hay phá hoại. Đấy, ăn phá hoại không được rồi. Cây của người ta mới trồng bao lâu rồi vào phá. Lấy cái dao phát hết cho ra cái chuối tao phá cho đi. Cứ ra cây mà phát đi. Đấy, phát ngọn này. Rồi phát đi mà cho gà. Hết gà đéo cho. Thì hết rồi không? Tao bán 4 con tao bán chạy hết thì cái chỗ mà rốt bây giờ tao rốt đâu? À rốt đâu à? Lấy vườn cho nuôi gà bây giờ mới bán hết thì... Không vừa cổng, bà bắt buộc phải đi lối này. Đây, một vườn chuối này. Cái ấy chảy cửa cái lá chuối mà. Còn mấy cây kia thích thì mình chặt ngang gốc được mà. Một cây dừa một nhát là xong. Cầu mới như vậy. Cũng phải làm lối đi đàng hoàng chứ ông. Lát nữa nó chật chội, nó nghiêng ngả, nó lún cái. Lúc nào xe vào còn phải chở, còn phải làm đường còn đẹp nữa. Ê kìa, rơi kia sao kìa, mỏng mỏng kìa đúng không? Ê giờ vậy mà nãy giờ không bị nghiến mà bẹp dí này. Bẹp rồi à? Vỡ luôn rồi à? Ê ôi. Được quả dừa ấy. Rơi lúc nào? Chỗ đây có cúi làm gì đâu mà rơi nhỉ? Về luôn à? Không ở lại à? Đấy, máy đang mở lối để chui vào để dọn cái vườn ạ. Cái vườn này sau này các ông ấy sẽ tôn đất cao lên thêm vào cái nền này để cho nó cao bằng được. Cái vườn bây giờ nó đang bị thấp. Giữ lại được mấy cây thôi. Đấy, phải làm đường vậy mới đi được. Tao phải dành để cho gà ăn dần mà. Tao đi xin xong cuối cùng đồng nhát làm đâm phá hết đi. Anh nhẽ đúng rồi, phải mình phải chặt. Thì bây giờ không cái chuối này nó mọc nhanh rồi. Nhưng mà giờ chặt sát như vậy nó không nảy đâu, nó không nảy nữa. Không phải nhá, bây giờ bảo nhá, nếu mà chặt sát ấy, như mà trước làm với Nam Định ấy, anh ấy bảo là bây giờ ấy, cứ chặt sát gốc. Sau này trồng mới lên là cái gốc đấy mình không để vậy nữa mà mình úp ngược xuống. Tức là lộn ngược rễ lên. Cái gốc như vậy là mình đổ đất lên là nó trồng không. Lên. Lộn ngược cái rễ xuống là nó sẽ cái lúc mà cái nó nảy mầm là nó mọc từ dưới về, nó mọc cong ngược lên là lúc đấy là mưa bão gió to là nó không bị đổ cây. Cái chuối này mà buồng nặng quá là nó nhổ ở gốc lên này. Còn cái gốc chuối này nói chị còn lâu mới chết. Cái loại này đổ đất lên nó còn lên thoải mái, cái loại này mà cái loại này mà không đánh hết gốc đi còn lâu nó chết. Cứ chờ rỉm hết xuống đấy rồi cho nó mọc lớp khác rồi trồng. Vâng, trồng nó lên hết chuối là dễ lên mà. Đấy. Đây. Đấy, sau một hồi phá hoại thành công thì máy xúc đã san xong cái phần cái cây chuối các bạn kìa. Đấy, cái hàng hai bên thì tạm thời để lại.
cái khúc giữa này thì sau này người ta sẽ đổ những cái lớp đất màu vào đây để có thể trồng cái cây mới, khai phá lại. Đây, rất là vất vả, máy thì to và cái địa hình nó chật chội quá. Cái phần những cây này sẽ được chuyển đi để không vướng vào phần đường. Đấy, trên thì nó vướng cả dây điện nữa. Cái này có 55 vào đây thì là vừa đẹp, quay cái xoay trở nó dễ các bạn. Quá vất vả luôn. Video mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.